Tâm sự quý phu nhân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh gì đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Ý như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó, không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn, trở thành học sinh tốt hay sao? Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn là một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tấy rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng dậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, bấm con loạn xỉ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm. Tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rước đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu, bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi giày sòng nhậu. Mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tiền vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc
đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nối gót sau Lữ Sơn Kỳ. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh á hả, không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi. Và biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Độ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.